một trong những cái tố chất của những cái nhà lãnh đạo thành công, đấy là cái nghệ thuật khen ngợi và khích lệ nhân viên. Ví dụ khi phải nhận xét về một cái công việc của cấp dưới thì thường là họ sẽ rất là tôn trọng, lắng nghe, không phản bác, không ngắt lời, kể cả là nó chưa đúng, kể cả nó rất là tệ, họ vẫn lắng nghe. Sau đó họ sẽ cố gắng tìm ra những cái điểm mạnh, những cái điểm sáng để ghi nhận cái sự cố gắng, cái sự phấn đấu của cấp dưới. Và khi phải nhận xét về những cái điểm còn chưa được thì họ sẽ nói rất nhẹ nhàng, và thường họ sẽ tập trung vào những điểm mạnh của nhân viên đó để khen ngợi và khích lệ. Từ đó bản thân cái người được nhận xét ấy, họ cảm thấy tự tin hơn, họ cảm thấy được cấp trên ghi nhận, và họ sẽ cố gắng làm tốt hơn nữa trong những lần sau, thay vì khi mà họ bị chỉ trích, họ bị phê bình quá nhiều. Đấy chính là tố chất của những cái nhà lãnh đạo thành công.